Nói chung là chuẩn hóa là cái công cụ để mình đánh giá một cái thiết kế nha. Cái thiết kế là có tốt hay không tốt, thì mình có bốn tiêu chí tốt hay không tốt là mình đã trình bày tuần rồi ha. Sẵn của review xưa lại cái tuần rồi đi. Bốn tiêu chí đó này, mình thì nói lướt qua đây. Bốn tiêu chí để đánh giá một cái lượt đồ có tốt hay không tốt. Thứ nhất là nó có lưu trữ nhiều thông tin dư thừa hoặc lặp đi lặp lại hay không, hay như thừa redundant ha. Ví dụ như là thông tin về một cái phòng ban resort nó được lưu ở nhiều nơi nha, cũng là mã số tên rồi quản lý lặp đi lại nhiều nơi. Nếu mà dư thừa thì thứ hai nữa là xảy ra, nếu mà dư thừa thì sẽ xảy ra sự bất thường khi mà mình cập nhật thêm xóa sửa ra một thông tin mà mình lưu ở nhiều nơi, thì sẽ dễ dàng với cái việc là thông tin nó không thống nhất với nhau. Nó không thống nhất với nhau thì chính là cái sự bất thường, xảy ra những cái bất thường thì mình cập nhật thêm xóa sửa ha. Thứ ba nữa là giảm thiểu luôn giá trị nuôi các cái hàng. Thì khi mình thiết kế ra database lưu trữ dữ liệu thì việc có giá trị nuôi là điều nhiên ha, mình chấp nhận cái điều đó. Mình không thể nào loại bỏ hoàn toàn giá trị nuôi được ha. Nhưng mà việc lưu giảm thiểu luôn cái giá trị nuôi đó cũng là một cái tiêu chí đánh giá tốt hay không tốt, tại vì luôn thì ra nó chỉ chiếm không gian thôi nhưng mà nó không chứa thông tin gì hết. Và cái ý thứ tư đó là không cho phép sinh ra những cái hàng sai lệch, tức là ở đây là dữ liệu của mình đó, chấp nhận đúng đang xin lỗi dữ liệu của mình đúng thì tốt rồi ha, mình chấp nhận là có thể lưu dư nè nhưng không muốn lưu thiếu hoặc là lưu sai. Ở đây cho không sinh ra các hàng sai lệch, tức là quá trình chuẩn hóa mình các bạn học sau này thấy là mình sẽ phân rã các bản con. Thì các bản con như vậy là khi mình thực hiện phép join cướp lại ra cái bản gốc ban đầu, dữ liệu ban đầu thì nó không được phép sinh ra cái hàng dữ liệu sai. Rồi, đó là bốn tiêu chí nha. Thì ở đây mình có đi qua các cái khái niệm về phụ thuộc hàm. Đây, đây, đây. Phụ thuộc hàm XTDI. Thì có nghĩa là đây, và cuối cùng ha, tập các cái phụ thuộc hàm rồi x quyết định y, hoặc là ngược lại là y phụ thuộc hàm vào x, màu đỏ như thế ha. Thì có nghĩa là một giá trị của x mình suy ra được đúng một giá trị duy nhất của y mà thôi. Rồi ví dụ như là mã số sinh viên, mình có mã số sinh viên rồi mình chỉ quyết định được suy ra được đúng có duy nhất một cái tên thôi, không thể là một mã số sinh viên mà có hai cái tên được. Như vậy mình gọi là mã số sinh viên quyết định hàm tên sinh viên, và ngược lại tên sinh viên phụ thuộc hàm vào mã số sinh viên. Và mình cũng có nhận xét trong bữa ha, tức là nếu là một cái thuộc tính là khóa chính của cái khóa gọi là khóa một cái quan hệ thì nó sẽ quyết định hàm tất cả các thuộc tính còn lại, tại vì chỉ cần một cái thuộc tính khóa, có thuộc tính khóa là mình sẽ suy ra được một giá trị duy nhất của các thuộc tính còn lại ha. Rồi sau đó là mình tiếp tục qua ba cái loại phụ thuộc hàm, định nghĩa phụ thuộc hàm là như vậy thôi, ngắn gọn biết đây nha. Rồi ba cái loại phụ thuộc hàm này mình phải phân biệt được ba loại này, thì tại ba loại này nó quyết định tới cái dạng chuẩn mà mình sẽ phải chuẩn hóa các cái quan hệ của mình. Đầu tiên nhắc lại phụ thuộc hàm trực tiếp ha, nói chung trực tiếp hay gián tiếp mình cứ xét dựa trên khóa thôi. Trực tiếp đó là các thuộc tính này phụ thuộc hàm trực tiếp vào khóa, được chưa? Ví dụ như SSN là khóa quan hệ employee, thì như vậy các thuộc tính tên, ngày sinh, địa chỉ, DNO nha, tức là các thuộc tính này là nó phụ thuộc trực tiếp vào khóa. Rồi. Phụ thuộc hàm gián tiếp, nhắc lại phụ thuộc hàm gián tiếp là ví dụ như là cái phụ thuộc hàm là DNO quyết định DNAME ha. Khóa của quan hệ em bé này chính là SSN, là mã số nhân viên. Mã số nhân viên quyết định DNO, rồi DNO sẽ quyết định DNAME là tên phòng ban. Thì như vậy cái phụ thuộc hàm màu đỏ này tôi gọi là phụ thuộc hàm gián tiếp hay gọi là phụ thuộc hàm truyền ha, tại vì cái DNA là không phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính của quan hệ. Rồi cuối cùng là phụ thuộc hàm riêng phần,
phụ thuộc hàm thêm phần xảy ra trong trường hợp là cái khóa mình có từ hai hiệu tính trở lên ở dạng composite, dạng tổ hợp hay dạng kết hợp. Ví dụ như trong cái quan hệ em project này nó có hai thuộc tính là SN và B number. Hai thuộc tính mình kết hợp là mới ra được cái khóa của quan hệ này ha. Cái này giống như bản workflow của mình vậy đó. Tức là nhân viên tham gia dự án bao nhiêu giờ một tuần, không? Và nó bổ sung thêm một số thông tin liên quan tới nhân viên, dự án và vị trí dự án thôi. À, ở đây cụ thể là mình sẽ thấy là cái quan hệ cái phụ thuộc hàm màu xanh lá cây ha. Này, tức là SN và P number sẽ quyết định ao à, hai cái này cùng kết hợp lại mới quyết định được ao à, tức là có hai thông tin này mình mới biết được số giờ làm việc một tuần. Thì như vậy cái màu xanh lá này là cục hàm đầy đủ cũng là bình thường nè, còn cái màu xám như đây SN quyết định in em ha. Này thì đây là một cục hàm riêng phần, tại vì cái in em này chỉ phụ thuộc vào một phần của khóa mà thôi. Tương tự cái bên em với cái P location nó cũng chỉ phụ thuộc vào P number, phụ thuộc vào một phần của khóa. Rồi như vậy mình nắm được ba cái khái niệm bao gồm thuộc hàm riêng phần, vừa trực tiếp và gián tiếp. Các luật suy diễn thì tuần qua rồi mình dừng ở các luật suy diễn nè. Mình có ba cái luật suy diễn chính, một hai ba. Sau đó là cuối bài cuối tuần cuối cái bài học thì các bạn chứng minh ba cái luật suy diễn khác ha, được suy ra từ ba cái luật suy diễn gốc ban đầu. Nè, mình qua cái phần tiếp theo nha, cái phần là ông nói nè, thì là nó là cái tính bao lớp, cái tập phụ thuộc hàm, thì là cái tập S mà mình ký hiệu là F cộng với dấu cộng ở trên nha, là tập tất cả các phụ thuộc hàm mà mình có thể suy ra được từ cái tập phụ thuộc hàm F dựa trên các cái tập luật suy diễn. Nè, còn tập bao lớp của các cái thuộc tính thì là cái thuộc tính x ha, là tập các cái thuộc tính là cái hiệu x cộng nha, đó là tập bao gồm tất cả các thuộc tính mà có thể được quyết định hàm ha, tức là bị quyết định hàm hoặc là bị phụ thuộc hàm vào x, tức là từ x mình có thể suy ra được những cái thuộc tính nào dựa trên tập phụ thuộc hàm f. Rồi tương tự ha, cái x cộng là mình cũng được hệ tính tính toán dựa trên áp dụng các cái luật suy diễn có các luật phụ thuộc hàm trong F ha. Rồi để mình qua cái minh họa cái này đi ha. Ví dụ như mình có cái quan hệ R gồm 5 thuộc tính A, B, C, D, E, và mình trong lúc mình phân tích ra được ba cái phụ thuộc hàm, mình có là A, B là ha, có hệ tính A, B quyết định C, C, D quyết định E, D, E quyết định B. Rồi bây giờ người ta kêu yêu cầu là mình tính cái tập toán của AB, các bạn thử liệt kê ra, tức là từ AB ra mình sẽ ra được những thuộc tính nào vận này ha, màu đỏ đi, dính lỗi. Rồi đầu tiên là mình có A xíu. Rồi AB thì dĩ nhiên là sẽ bao gồm là AB cộng đúng không? Ha. Bằng cái gì? Thì AB cộng của mình thì trước tiên là cái AB chắc chắn sẽ suy ra được AB đúng không? A suy ra được A, B suy ra được B rồi ha. Có thấy gì nữa nào? Cho bạn cho cô biết thôi. Nào, AB là gì nữa nè? AB ra được gì đây? Tức là từ hai thuộc tính AB này, mình áp dụng các phụ thuộc hàm ở trên 1, 2, 3, mình tìm, tức là mình xác định được những thuộc tính nào khác nữa. Hello, ngủ dậy hết chưa? Nói cũng được hay gọi cửa sổ chat cũng được nha.
Rồi, cảm ơn Như. A, B ra được C, còn gì nữa không? A, B, C. Hết à? À. Rồi, như vậy đáp án luật số 1 mình đã được A, B, C nữa ha. Như vậy là xong thôi đó. Như vậy A, B cộng chính là A, B, C ha. Và như vậy A, B, D coi. Đầu tiên ABD thì cứ có ABD đi vô trước là đó, rồi còn gì nữa nè. ABD đã có AB mình ra được C rồi ha. Cái C chứ gì đó, đã có AB mình ra được C rồi đó. Đó. A, B, C, D, E luôn, đúng rồi. A, B, C, D, E. Rồi, như vậy A, B, C, D, E nó bằng luôn R, đúng không? Mình kết luận được cái gì không nè? Ở đây mình kết luận được cái gì luôn không? Nhưng mà mình kết luận ABD là được không? À, hóa nha. Được không? Nào mình đã phải nhận xét ha, các thuộc tính bắt đầu tập các cái thuộc tính mà nó quyết định được tất cả các thuộc tính khác trong quan hệ, chúng ta tìm được nó sẽ định xác định được tất cả các thuộc tính khác trong quan hệ. Thì cái bộ cái tập thuộc tính đó là khóa nha, còn nó là khóa hay là siêu khóa thì khóa chính khóa tối thiểu gì là mình chưa biết được. Thế thì có là A biết thì tức là A B D là một khóa của cái quan hệ nha. Rồi như vậy là ra tới cái câu câu đầu tiên rồi. Mình qua cái file F cộng, tức là tìm F cộng nó có gì hay mà phải tìm. Ừ. À, bây giờ mình tìm F cộng thì nó vô chừng lắm, rồi mình cứ ví dụ nó F cộng thì nó rất là bao la ha. Đây. F cộng. Thuộc hàm này đây. Rồi về đúng ký hiệu quá thì ở chỗ này ở dưới này nó có cái chữ F nữa nè, chăm sóc nha. À đợi cục xíu cho nó xuống nha, buồn tiền. Đừng quên này. Tức là ghi chữ F nhỏ phía dưới ha, tại đây gọi dưới người ta chạy đi, tức là ABD dấu cộng ở trên và chữ F ở dưới đó. Nhưng bây giờ tính là F cộng là tức là tập các cái gì mình tìm, thì bây giờ là tìm các thuộc thuộc hàm mà mình có thể dẫn xuất suy ra được từ thuộc hàm này. Như vậy F cộng trước tiên là mình có các cái thuộc hàm 1, 2, 3 như mình liệt kê ở trên rồi ha, các bạn ghi lại nha, như dạng thuộc thuộc hàm nha. Rồi mình có chỉ ra một số thuộc thuộc hàm khác nào, ví dụ như là A, B, D, cứ ví dụ như đi A, B, D, cô suy ra được E chẳng hạn như vậy, được không? Đó.
À, cũng làm cái phụ thuộc hàm, mình có thể suy ra được, chứng minh được từ cái 1, 2, 3 đó. Rồi, ví dụ như là ADE, ADE, ví dụ như ADE ra được, làm ADE được C chẳng hạn như vậy. Vậy thì đây là các cái phụ thuộc hàm có cộng rất là nhiều ha. Thông thường thì mình chỉ tìm tập đo đếm của các thực tính thôi. Còn tập đo đếm của cái phụ thuộc hàm thì nó khá là nhiều, và nó hiện tại là mình chưa có cái nhu cầu là xác định các cái tập phụ thuộc hàm thôi. Mình chỉ tìm phụ thuộc hàm, tập các cái bo đóng phụ thuộc hàm khi mình chứng minh hai cái tập phụ thuộc hàm nó tương đương với nhau. Qua slide tiếp theo. Rồi. Như vậy các cái bài tập hoặc là có cái câu hỏi liên quan đến phần này thì chủ yếu là hỏi tìm tập bao đóng của tập các thuộc tính thôi nha. Rồi. Còn ứng dụng của tìm nhà là chỉ chứng minh gọi là tương đương với nhau. Rồi nói đi em. Dạ cô, tại sao mà A, B, D lại suy ra được E? Cô, em chưa hiểu chứ. A, B, D được E hả? Được. Yêu A, B ra được C. C, D ra được E, cô chỉ thay cái C, D, cô chỉ thay cái C bằng A, B thôi. Kết hợp số 1 với số 2 thì ra được cái mà cô mới ghi ra đó. Dạ vâng ạ. À, tương tự cái A, D, E vậy ha. A, D, E đúng không ta? A, D, E ra được C. À, đúng rồi, tại vì D, E ra được B, đúng rồi, tại đây cô làm cái phép thay thế đó thôi. Tức là có nhiều cách ha, tức là còn nhiều đường hàng khác. Rồi, tiếp tục. Một slide tiếp theo đó. Rồi bây giờ là sự tương đương của các cái tập phụ thuộc hàm hoặc tập tương đương ha. Rồi hai cái tập phụ thuộc hàm F và G được gọi là tương đương với nhau nếu như F cộng bằng với G cộng. Như vậy là các cái tập phụ thuộc hàm thì nó sẽ có những cái tập tương đương khác nhau, nó sẽ có những tập tương đương với nó ha. Miễn sao mình chứng minh được là cái F cộng bằng với G cộng, tức là mình tính ra các tìm ra tất cả các phụ thuộc hàm có thể có của F nè và của G nè, mình so sánh với nhau, nếu hai cái tập phụ thuộc hàm cái tập đó là bằng nhau thì gọi là tương đương. Thì định nghĩa là F phụ G nếu như tập G cộng là tập con của F cộng. Rồi, khái niệm như thế ha. Và F và G được gọi là tương đương nếu như F phụ G và G phụ F. Thì hai cái này G là tập con của F là tập con của G, thì có nghĩa là hai F bằng G thôi. F cộng bằng G cộng đó ha. Rồi, có một cái giải thuật để kiểm tra xem là hai cái tập phụ thuộc hàm nó có tương đương hay không. Các bạn có thể đọc thêm trong sách giáo khoa hay trong sách tài liệu mà mình cung cấp á, thì do nó không có nằm trong cái nội dung cái phần xác định nhận chuẩn cho nên là cô bỏ qua cái phần đó. Nhưng mà các bạn nào quan tâm cái phần chứng minh hai cái tập phụ thuộc hàm và là tương đương, các bạn học thêm trong sách nhé, cái chương về phụ thuộc hàm và chuẩn hóa. Rồi tiếp theo là khái niệm là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Thì một tập phụ thuộc hàm được gọi là tối thiểu nếu như là mọi cái phụ thuộc hàm của F có chỉ có một thuộc tính đơn nằm ở phía right hand side, rồi S là right hand side, viết tắt right hand side ha. Rồi nằm ở phía bên phải ha, tức là mình có X quyết định Y đúng không, thì phía bên phải của mình là chỗ viết Y á, bên phía sau của mũi tên á. Như vậy là cái tập phụ hàm, các cái phụ thuộc hàm của mình trong cái tập phụ thuộc hàm này nó có dạng là một tập các cái thuộc tính suy ra một thuộc tính. Rồi như vậy cái như là cái phía bên phải của mình chỉ có một thuộc tính thôi. Và tiếp theo mình không thể xóa bất kỳ cái phụ thuộc hàm nào từ F mà mình vẫn còn một cái tập phụ thuộc hàm tương đương với F, thì đây là cái tính chất tối thiểu rồi ha, tức là cái tập được gọi tối thiểu, tức là mình không thể nào bỏ đi cái gì đó mà vẫn đảm bảo các tính chất của nó, nên vẫn còn tương đương thì gọi là tính chất tối thiểu ha. Ý số 3 là mình cũng không thể thay thế một cái phụ thuộc hàm x quyết định a
bằng một cái phụ thuộc hàm khác là y quyết định a, mà trong đó y là tổng con của x. Và mình vẫn còn tập các phụ thuộc hàm tương đương ha. Rồi thì ba cái tính chất tối thiểu này bạn hình dung được rồi chưa? Cái tính chất số 2, số 3 số 3 và số 2 và số 3 hai cái quý á. Thì đây là cái tính chất thường thấy trong mô tả của tập gọi là tối thiểu ha. Tức là mình không thể bỏ đi cái gì hết, tức là mình có cái tập, phải không? Được gọi là tối thiểu, tức là mình không thể nào bỏ đi bất kỳ cái thành phần nào trong đó mà nó vẫn đảm bảo cái chất của cái tập hợp đó, hoặc là có cái tập hợp tương đương và tính chất tối thiểu ha. Rồi. Một cái nhận xét là một cái tập phụ thuộc hàm thì sẽ có một cái tập phụ thuộc hàm tương đương tối thiểu. Và sẽ có nhiều tập tương đương tối thiểu à, tức là trong lòng tập phụ thuộc hàm sẽ có cái tập tương đương tối thiểu và không phải có một mà phải có nhiều cái nha, và dĩ nhiên là cái tập tương đương này nó tương đương với nhau rồi, là tập tương đương mà. Rồi tiếp theo không có giải thuật nào gọi là đơn giản ha, tức là để mà mình tính ra cái tập tối thiểu mà tìm được tập tối thiểu quá ha, mà nó tương đương với tập các phụ thuộc hàm AF. Nhưng mà mình vẫn có nha. Rồi. Thì để mà rồi tổng quan phân tích các tổng quan tổng hợp các cái tập các phụ thuộc hàm á, thì mình giả sử rằng là mình bắt đầu với một tập phụ thuộc hàm thuộc hàm tối thiểu, tức là ở đây mình các cái bước phía sau đến bước cái chuẩn hóa, thì coi như là mình có cái quan hệ và mình có tập các cái phụ thuộc hàm. Thì ở đây mình giả sử là mình đã có các tập phụ thuộc hàm, các tập phụ hàm đó là phụ thuộc hàm tối thiểu rồi. Như vậy cái ý là các phần sau các bài tập cho các bạn đó, tức là cho các phụ thuộc hàm và cho xin lỗi cho các quan hệ ha, gồm các phụ tính như thế này là cho tập các phụ thuộc hàm. Thì tập phụ thuộc hàm cung cấp cho các bạn là tập phụ thuộc hàm tối thiểu, là các bạn không cần phải chứng minh hoặc là tìm ra cái tập phụ thuộc hàm tối thiểu ha, tại vì nó là người ta đã cho mình là cái dạng tối thiểu rồi. Rồi như vậy mình qua cái mình nắm được đủ các cái khái niệm liên quan tới phụ thuộc hàm rồi, rồi mình qua cái khái niệm mình chuẩn hóa, tức là mình sẽ sử dụng các cái khóa và các cái phụ thuộc hàm để mình xác định xem cái quan hệ mình vẽ mình thiết kế á, nó ở dạng chuẩn mấy. Tiếp theo là mình sẽ về dạng chuẩn nha, normalization tức là dạng chuẩn ha. Thì một cái quá trình chuẩn hóa là một cái quá trình mình phân rã ha, decomposing tức là phân rã những cái quan hệ bad tức là những hạn chưa tốt ha, rồi thành những cái quan hệ nhỏ hơn. Nhưng mà từ quan hệ lớn bao gồm n thuộc tính đi ha, thì bạn tách thành nó thành những quan hệ nhỏ hơn, thì có thể số thuộc tính nó sẽ ít hơn ha, tức là giữ cũng nhiều tập các cái thuộc tính gốc ban đầu mình tách nó thành những cái quan hệ nhỏ hơn ha. Thì để quyết định đó dạng chuẩn nào, normal form là dạng chuẩn ha, thì mình sẽ sử dụng khóa và các cái khái niệm về phụ thuộc hàm để mình quyết định xem cái dạng chuẩn đó ở dạng chuẩn nào. Thì nói chung là cái việc chuẩn hóa là mình phải được xem xét khi mà mình thiết kế cái cơ sở dữ liệu ha, để mình đánh giá xem thiết kế mình tốt tới mức nào ha. Như cô nói thì là thông thường là cái data mình thiết kế cơ sở dữ liệu không cần đáp ứng, tức là không cần chuẩn hóa cái quan hệ các cái lượng đồ của mình sang cái dạng chuẩn cao nhất như là dạng chuẩn không, mà mình chỉ thông thường các bạn dùng nó dạng chuẩn ba thôi, tức là các cái nghiệp vụ trong các cái quan hệ của mình đó, các cái phụ thuộc hàm của mình đó, thì thông thường các bạn dùng nó dạng chuẩn ba là tốt rồi, tức là hiếm khi có cái database nào mà các cái ràng buộc với các thuộc tính nó quá là phức tạp ha, A quyết định B, B quyết định C, C quyết định A, và quyết định A, B, C, tức là các cái phụ thuộc hàm nó rất là phức tạp, thì nó có thể cần lên cái chuẩn bộ, chuẩn BCNF, chuẩn 4, chuẩn 5. Nhưng mà các cái bài toán thông thường của mình đang gặp bây giờ chỉ là đa số dừng ở mức chuẩn 3 thôi. Cho nên tóm lại là các bạn dừng ở chuẩn 3, hoặc là cùng lắm là lên cái chuẩn BCNF thôi.
Dạ. À, có hai khái niệm là cũng không mới gì ha. Khái niệm mới đó là cái prime attribute. Prime attribute là cái thuộc tính, là cái thành phần trong khóa, khóa có thể là khóa dự tuyển hay khóa chính cũng được ha. Tức là một quan hệ mình sẽ có nhiều khóa đúng không? Ở trong khóa nó sẽ bao gồm một khóa, sẽ bao gồm nhiều thuộc tính nữa. Thì nói chung trong lại tất cả các cái thuộc tính mà làm cái thành phần của khóa, bất kỳ khóa nào thì đều được gọi là prime attribute hết. Và dĩ nhiên là các thuộc tính còn lại nâng ra cái attribute là những thuộc tính còn lại không nằm trong khóa. À, trong nội dung lý thuyết của mình hôm nay thì mình chỉ học cái chuẩn 1, 2, 3 và chuẩn BCNF, chuẩn 4, chuẩn 5 thì các bạn có thể hứng thú để đọc thêm trong sách này giới thiệu cho mình về chuẩn 4 và chuẩn 5. Chuẩn đầu tiên là chuẩn 1. Chuẩn 1 thì nó quy định là sao? Là chỉ có một giá trị ở cái chỗ giao nhau giữa mỗi hàng và cột trong một cái quan hệ, nó sẽ không cho phép chỗ cái chỗ một cái cell, một cái ô như vậy là có thể là thứ hay dạng tập hợp hay là dạng cái quan hệ con bên trong, và cái bảng mình như là cái bảng thẳng ha, tức là mỗi hàng và cột chỉ có một giá trị gì đó thôi ha, thì nó sẽ giải quyết cho nó, tức là không cho phép cái trường hợp là composite attribute là thuộc tính tổng hợp các hoạt ha, hoặc là thuộc tính đa trị, hoặc là những cái quan hệ lòng nhau. Ở đây minh họa nè, ví dụ như mình nhớ là cái phòng mo phòng ban của mình nó có thể đặt với nhiều cái location, tức là một phòng ban có nhiều cái vị trí đúng không, thì ở đây nếu mình thiết kế theo dạng là B, tức là ví dụ như là phòng ban research mình ở ba vị trí, mình đã chọn cái chỗ cái ô này nó làm cái dạng tập hợp, cái list hoặc là cái tập hợp, thì như vậy cái này là cái B gọi là không phải chuẩn một, mình tách theo dạng C ha, thì mới là phải một, tức là mỗi cái hàng như thế này ha, một cái hàng với nhau giao nhau đi làm cột mỗi ô như thế này là chỉ có một giá trị thôi, thì là phải chuẩn một. Hoặc một cái hình dạng khác là mình cho phép không cho phép hai quan hệ lồng nhau, tức là bên trong cái quan hệ lại có cái quan hệ con, tức là mỗi ô bên mình cái quan hệ, ví dụ mình kết hợp bảng nhân viên và bảng dự án, bảng nhân viên là những mã số nhân viên, tên nhân viên ha, sau đó bảng dự án, cái phần dự án mình là có mã số dự án và số giờ làm việc một tuần, như vậy tại cái cell này, từ cái ô này nè, cái chỗ này thì nó là cái quan hệ con lồng trong cái quan hệ lớn ở ngoài, hai quan hệ lòng nhau cũng không cho phép luôn. Nói tóm lại về cái hình dạng thì mình thấy ra cái bảng mà quan hệ ở dạng chuẩn một thì nó sẽ có những cái bảng phẳng, mình sẽ thấy nha, tại mỗi cái ô giao nhau giữa hàng và cột chỉ có một giá trị, không cho phép đa trị, không cho phép hai hàng lòng nhau, xin mời hai quan hệ lòng nhau. Rồi đây hình dạng của cái dạng chuẩn một ha. Thì nhận xét thì ví dụ như mình thiết kế cái quan hệ dạng chuẩn một thì như thế này đi, nhân viên dự án, đây rồi, thì nó sẽ có những vấn đề gì ha, là quan hệ chỉ cần, thì ở đây mình thấy là cái quan hệ chuẩn một này nó chỉ kêu ở dạng thẳng thôi, còn các cái cụm trục hàm này nó chưa xếp tới. Ở đây mình sẽ thấy là ví dụ như một nhân viên là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè, nó làm việc cho hai dự án một hai đi ha, rồi tên này, nhưng mà cứ mỗi như lần nhân viên một hai ba sáu tám chín này xuất hiện thì cái tên John Smith này phải được lặp đi lặp lại nhiều lần đúng không, hoặc là ông ba ba bốn bốn năm năm là tham gia tới bốn dự án thì cái tên ông Wong nè, Frank Wong này lặp lại tới bốn lần nè ha, đó là giống như thừa dữ liệu rồi ha. Rồi có khả năng sinh ra những cái hàng nhưng mà dư thừa sẽ là cập nhật, sẽ liên quan tới cái vấn đề cập nhật thêm xóa sửa đó. Rồi tương tự nha, ví dụ tên dự án product X là ha, cứ product X thì mỗi dự án chỉ có đặt tại một location thôi, nhưng mà giờ product X nè
đầu cứ cái vị trí này lặp đi lặp lại, cứ product x là cái vị trí nó lặp đi lặp lại. Thì nói tóm lại cái dạng chuẩn một của mình nó chỉ đảm bảo cái bảng mình nó phẳng thôi, còn các cái tiêu chí đánh giá như là nó vẫn có dư thừa dữ liệu nè, rồi mình vẫn có cái vấn đề là xảy ra bất thường khi cập nhật nè, rồi mình thậm chí mình có thể là lưu trừ giá trị, tức là mình có thể lưu trừ thì luôn rất là nhiều ha. Cô giả sử đi, ví dụ nhân viên 1 2 4 5 6 này nè, cái tên của nhân viên này là luôn đi, cô ví dụ như ha, cái nhân viên xin lỗi 3 3 4 4 5 5 này, ví dụ như cái tên là cái trường thuộc tính là luôn đi, như vậy cái giá trị luôn lặp đi lặp lại nhiều lần cũng là dư thừa rồi, và cũng là cho phép nhìn luôn nhiều giá trị luôn ha. Vậy tóm lại là chuẩn một của mình còn rất nhiều vấn đề liên quan tới cái bốn cái tiêu chí đánh giá một cái quan hệ có tốt hay không tốt. Rồi được, qua chuẩn hai. Nhưng mà chuẩn một nhất là chuẩn một nhất là đảm bảo cái bảng mình nó dạng tập, tức là mỗi hàng và cột chỉ có một ô, không cho phép thuộc tính đa trị ha, không cho thuộc đa trị hoặc tập hợp hoặc là các quan hệ lồng nhau. Mình qua chuẩn hai là giải quyết các phụ thuộc hàm riêng phần, riêng phần, riêng phần. Rồi ở dạng chuẩn 2 thì tất cả các thuộc tính phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào hóa chính. Bây giờ tạm thời mình xét trên khóa chính, tức là một cái quan hệ mình lấy cái thuộc tính làm khóa chính mình xét ra trước nha. Cái trường hợp một quan hệ có nhiều khóa thì mình để sau ha. Rồi, đại cô. Rồi, dạng chuẩn 2 thì giải quyết cái phụ thuộc hàm, cái vấn đề phụ thuộc hàm riêng phần trong chuẩn 1. Thì cái cách chuẩn hóa là gì? Là mình xác định khóa, khóa chính nha, priority. Nói chung là các bạn thấy là đầu tôi sẽ nói liên quan khóa chính thôi, tức mình chọn một khóa mà khóa chính mình xét thôi. Và tập các cái thuộc tính liên quan tới khóa. Và mình nhóm các cái thuộc tính mà liên quan tới cái khóa thành một cái quan hệ riêng. Thì quay lại cái quan hệ em project hồi nãy ha, mình có các phụ thuộc hàm mình vẽ nha, có các thuộc tính như thế này nha. Rồi đó, và các phụ thuộc hàm như phụ thuộc hàm FD1 nè, SN number, B number quyết định hour, số giờ làm việc một tuần trong dự án. FD2 là liên quan tới thông tin nhân viên nha, mã số nhân viên, serial tên nhân viên. Rồi FD3 thì liên quan tới thông tin dự án ha, có mã số dự án, ra được tên dự án và vị trí dự án. Cái mũi tên này là mình chuẩn hóa, tức là mình chuyển từ dạng chơi là chuẩn 1 ha. Rồi mình sẽ qua dạng chuẩn 2, tức là cái vụ hàm nào vi phạm. Nguyên tắc chuẩn hóa mình là gì? Cái nào vi phạm thì mình tách ra cái quan hệ mới. Nào không vi phạm thì giữ lại như cũ. Rồi ví dụ đây, mình sẽ thấy là phụ thuộc hàm số 2, đây cô đánh nhập ít thôi. Phụ thuộc hàm số 2 đây ha, là phụ thuộc hàm mà vi phạm, đúng không? Đây, cái này là hai này. Thì mình sẽ tách nó thành cái quan hệ mới. Thì vậy quan hệ số 2 là gồm có SN và NM tách ra. Đây. Hàm số 2 đây. Rồi. Tương tự mình xác định tiếp tục là phụ thuộc hàm số 3. Nó là một phụ thuộc hàm riêng phần, đúng không? Cũng là vi phạm chuẩn 2. Giờ tách thành quan hệ mới. Đây. Như vậy cái cũ hai cái này tách ra hết rồi, đúng không? Thì như vậy còn là một cái FD1 thôi, như vậy là còn SN, B number với hours ở đây. Dạ. Bạn coi lại cái chuẩn 2 đi ha, có chỗ nào mình đi học nha. Tức là nguyên tắc cho chuẩn hóa ha, cái phụ thuộc hàm nào vi phạm thì mình tách nó ra. Ở đây là mình phụ, ở chuẩn 2 là giải quyết phụ thuộc hàm riêng phần. Tức là trong trường hợp khóa của mình có nhiều thuộc tính, tức là thuộc tính tổ hợp, khóa tổ hợp á,
thì nó sẽ có thể xảy ra trường hợp là phụ thuộc hàm riêng phần ha, tức là những cái thuộc tính mà chỉ phụ thuộc vào một phần của khóa mà thôi, không phải đầy đủ khóa, thì mình tách ra thành cái quan hệ mới, cái gọi là cái này. Như vậy là khi mình phân rã cái quan hệ em project ở trên thành ba cái quan hệ EP1, EP2, EP3 thì bạn nhớ cái kiểm tra kỹ, nhất là các cái thuộc tính EP1, EP2 là tổ hợp các thuộc tính lại á, tức là mình hội các cái tập các thuộc tính lại thì vẫn ra tập các thuộc tính ban đầu. Tức là nói tóm lại trên là có bao nhiêu thuộc tính thì ở dưới các bạn phải đếm đủ bao nhiêu thuộc tính. À, không là mất thuộc tính cho cô nha. Rồi. Thứ nhất, thứ hai là ở trên đây mình có ba cái phụ thuộc hàm FD1, FD2, FD3. Thì sau khi phân rã xong mình vẫn đếm đủ còn lại 1, 2, 3, không mất ai hết nha. Phân rã xong là không được làm mất ai hết. Thì với cách phân rã này thì khi các bạn thực hiện phép join EP1, EP2, EP3 lại nè, điều tra join EP1 với EP2, điều kiện join là SSN bằng nhau. Sau đó mình join tiếp với EP3, điều kiện join là hai cái P number bằng nhau. Thì mình sẽ ra được là cái quan hệ em project ban đầu. Đó là cái ý là không mất dữ liệu hoặc không thêm dữ liệu. À, khi mà mình thực hiện phân rã xong rồi cho là các bạn ban đầu đó. Rồi, như vậy là phân rã chuẩn hai này nha. Nói chung là cái nào vi phạm phụ thuộc hàm liên phần tác thành cái quan hệ mới, còn cái nào không vi phạm giữ nguyên lại. Rồi, sau khi chuẩn hóa xong nhớ đếm đủ ha, đếm đủ thuộc tính, đếm đủ phụ thuộc hàm. Rồi nha. Mình xét một cái quan hệ khác gọi là em đẹp, tức là thông tin về nhân viên và phòng ban. Thì mình nhận xét là cái quan hệ em đẹp này là nó thỏa chuẩn hai, đúng không? Sao biết thỏa chuẩn hai? Mình có nhận xét thế này nha, tức là mọi cái quan hệ mà khóa của nó chỉ có bao gồm một thuộc tính thôi thì luôn luôn ở dạng chuẩn hai ha. Một cái quan hệ mà khóa của nó chỉ có một thuộc tính thôi thì luôn luôn ở dạng chuẩn hai, thì chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp liên phần. Rồi liên phần của mình là xảy ra khi khóa mà có từ hai thuộc tính trở lên ha. Thì trong cái quan hệ em đẹp này nó chỉ có cái khóa của nó là SN thôi, có một thuộc tính thôi thì hiển nhiên nó dạng chuẩn hai rồi nha. Như vậy cái vấn đề như là chuẩn hai là tốt hay chưa, chuẩn hai là được chưa, dừng được chưa, thì mình phân tích tiếp ha. Thì ở đây cái quan trọng Cô trong trường hợp này thì tất cả các thuộc tính nó đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính luôn cô. là sao, nói lại. Dạ trong trường hợp này cô thì tất cả các cái thuộc tính như là name, birthday, address, day number, day name và MGRSSN thì nó đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính Không, luôn cô. bây giờ mình đang tới là phụ thuộc hàm trực tiếp vào khóa chính và trực tiếp và đầy đủ luôn á, tại vì trực tiếp của mình sẽ bao gồm đầy đủ luôn á, tức là phải, tại vì nó có một thuộc tính thôi thì cho nên nó gọi là đầy đủ ha. Đầy đủ mà để phân biệt với lại là riêng phần. Vậy là phụ thuộc hàm nó sẽ phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính, còn đầy đủ thì sẽ trái với riêng phần, còn trực tiếp thì sẽ trái với gián tiếp rồi. Rồi. Trong trường hợp này thì mình thấy là cái phụ nhưng mà cái em đẹp này nó đã dạng chuẩn hai rồi ha. Tiếp theo là mình thấy cái quan hệ này ở dạng chuẩn hai, nhưng mà nó có cái mình sẽ thấy là cái dấu cái đồ đỏ, cái ô màu đỏ ha. Như là nhận SN quyết định email, birth date, address number. À, nhân viên, có thông tin nhân viên ha. Còn cái thông tin về phòng ban thì D name quyết định D number, manager SN quyết định D number. À, xin lỗi cô nói ngược rồi ha. D number quyết định D name, D number quyết định là số người quản lý. Thì như vậy là với trường hợp này thì mình thấy là cái thông tin phòng ban research nó cũng lặp đi lặp lại nè không. Chỗ nào có sơ phòng ban research thì thông tin về tên phòng ban cũng như là tên mã số người quản lý là nó cứ lặp đi lặp lại vậy đó.
Thì đây cũng là một dạng dư thừa dữ liệu ha, tức là cái thông tin về phòng ban, cứ cái phòng ban số 5 số hẹn là nó có tên là resort và có mã số người quản lý cũng cố định luôn. Dư thừa ha, đây là dư thừa và có thể dẫn đến bất thường khi cập nhật lâu thông tin lúc ở nhiều nơi rồi. Nhưng mà chuẩn ha của mình vẫn chưa ổn ha, tức là vẫn còn cái số vấn đề chưa tốt thì mình mới move lên, tức là mình chuẩn chuyển qua cái dạng chuẩn ba. Rồi. Trong cái dạng chuẩn 3 thì định nghĩa thế này. Một cái quan hệ R nó ở dạng chuẩn 3 nếu như nó ở dạng chuẩn 2. Và tất nhiên chuẩn 2, chuẩn 3 bắt đầu từ chuẩn 2 nha. Nó tức tức nó phải ở dạng chuẩn 2 và không có cái thuộc tính non-prime attribute ha, tức là những thuộc tính không nằm trong khóa đó. Phụ thuộc hàm truyền hay phụ thuộc hàm gián tiếp ha, truyền và gián tiếp tương đương nhau ha, vào khóa chính. Như vậy về chuẩn 3 thì nó sẽ giải quyết cái phụ thuộc hàm truyền hay phụ thuộc hàm gián tiếp. Rồi ghi chú ha, nếu x quyết định y, y quyết định z, trong đó y là khóa, xin lỗi, x là khóa, thì mình chỉ xem xét là cái y quyết định z là phụ thuộc hàm gián tiếp hay còn gọi là xảy ra cái vấn đề đối với vô chuẩn 2 á, thì nếu như y không phải là khóa, nếu y là khóa thì đó là thì cái y quyết định z không vi phạm chuẩn 2 nha, hay xin lỗi, không vi phạm chuẩn 3 nha. Ở đây ví dụ như là mình có là SN là cái số chứng minh của mình đi ha, cái số an sinh xã hội bỏ ra rồi, cái em biếu thăng này có nghĩa là mã số nhân viên á, cái number là thay viết tắt của chữ biếu thăng này, rồi salary là lương, thì ở đây mình có là mã số SN quyết định là mã số nhân viên, mã số nhân viên quyết định salary là lương, mà trong đó cái em number này á là một cái khóa dự tuyển candidate key, thì cái chỗ mà em number quyết định salary này không vi phạm chuẩn ba ha, nó không được gọi là cái quan hệ cái thủ tục hàm truyền ở đây. Như vậy cái quan hệ employee mình đã có hai khóa SSN và em number ha. Rồi thì trong chuẩn 3 sẽ giải quyết các cái phụ thuộc hàm gián tiếp hay phụ thuộc hàm truyền trong chuẩn 1 và chuẩn 2. Cụ thể là chuẩn 2 nha, chuẩn 2 là đi từ chuẩn 1 rồi. Cái cách chuẩn hóa là gì? Mình xác định tất cả các cái phụ thuộc hàm truyền, tức là những cái phụ thuộc hàm nào vi phạm chuẩn no. Mình sẽ tách thành cái quan hệ mới đó, cứ ai vi phạm cho dọn rõ riêng ha, ai vi phạm dọn rõ riêng. Rồi. Minh họa đây. Trong trường hợp employee đến là như vậy, cái phụ thuộc hàm này gọi là vi phạm chuẩn 3. Phụ thuộc hàm chuẩn 3, nhưng mà chuẩn 3 là không cho phép phụ hàm gián tiếp. Thì khóa chính hết. Như vậy cái này vi phạm thì mình tách ra thành cái quan hệ mới là cái ED2 đây. À. Rồi những gì còn lại mình ở lại ED1. Giờ các bạn thấy hay thấy là mình chuẩn hóa là gì, là quá trình phân rã từ quan hệ lớn ban đầu thành cái quan hệ nhỏ hơn và nó đảm bảo các cái tính chất mà mình mong muốn. Nói chung lớn nhiều ở chung thì phức tạp ha, cái dọn ra riêng 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 hết á thì nó sẽ ổn định hơn. Rồi thì mình thấy là ED1 với ED2, thứ nhất là nó vẫn đảm bảo tính chất là vẫn đảm bảo các cái phụ thuộc hàm, ở trên có hai phụ thuộc hàm, ở dưới đây cũng có hai phụ thuộc hàm ha, số các thuộc tính vẫn phải như cũ, tức là bây giờ các bạn tổng hợp hội các thuộc tính này lại cũng ra được cái ban đầu. Và cái thứ ba đó là sau khi mình hội hai cái quan hệ này lại, ED1 ED2 xin lỗi, tròn mình tròn hai cái quan hệ ED1 và ED2 lại theo điều kiện là D5 bằng nhau á, thì mình sẽ ra được cái quan hệ gốc ban đầu là em đẹp, đó là cái tính chất cần phải đảm bảo. Rồi Cô cái denum của ED1 với cái denum của ED2 thì nó có quan hệ gì với nhau không cô? nó có quan hệ gì, ý là phá hoại đúng không, ý là nói là
hay sao? À dạ vâng đúng rồi, nó có cái gì là liên kết lại với nhau á, hay là hai 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 cái này là hai cái cột hoàn toàn khác nhau trong hai ngữ cảnh hoàn toàn khác nhau. Rồi, với lại cái này ha, thứ nhất là cái chuẩn hóa mình chưa xét tới khoa ngoại, tức là có lại cần khoa ngoại, khái niệm khoa ngoại đây. Denom, hai cái denom bên này là một, tại vì mình phân rã từ cái quan hệ phía trên ra. Tức là về ý nghĩa đó, cái denom bên này nó là một, cái mình do mình phân rã từ phía trên ra. Vậy là nó cũng tương tự như là cái SSN với ESSN trong cái cơ sở dữ liệu. SSN với SSN đâu? Trong bài này À không không. có. Không, ý em là nó kiểu giống giống như trong cái cơ sở dữ liệu mà mình làm lúc À, cái kia là mình do em đặt tên thôi, tức là bây giờ cái này xuất phát từ cái là em có tập cái thuộc tính năng quan hệ lớn, em phân rã thành hai quan hệ con, và cái ý nghĩa của hai cái D number này là giống nhau và dữ liệu của nó cũng giống nhau luôn, vậy thôi. vậy thì lúc thiết kế mình có cần đặt khóa ngoại vào đây không? Ở đây là mình đang kiểm tra cái thiết kế của mình nó ở dạng chuẩn nào, mình chưa đề cập tới khóa ngoại ha. Thì đúng là cái sau này sẽ là cái đặt khóa ngoại, tức là mình thiết kế cơ sở dữ liệu á, mình phải đặt khóa ngoại đó. Thì mình chỉ đang dạng kiểm tra là cái thiết kế của mình nó có dạng chuẩn nào hay không thôi. Cô vậy thì nó đâu khác gì hai cái relation employee với department cô. Chính xác. Nhưng mà em nhớ là cái lúc em học cái lương rẻ RD không, có rất nhiều bạn bây giờ thì cái bài tập lớn số 1 cũng vậy, cô sửa ra ha, tức là rất nhiều bạn vẫn thiết kế gom chung cái ví dụ nhân viên thông tin phòng ban, mà em vẫn là cái thông tin phòng ban là cái thuộc tính của nhân viên, thấy chỗ đó không, có nhóm nào làm cái đó không, vẫn có những nhóm thiết kế là nhân viên thông tin phòng ban của em thì mình có cái gì nhỉ, ví dụ đi, nhờ mình có sản phẩm đi ha, và loại sản phẩm đi, thì rất nhiều là loại sản phẩm có một số thông tin ví dụ như là mô tả rồi tên loại sản phẩm, mã loại sản phẩm, rất nhiều bạn cũng gom chung là cái sản phẩm của mình có loại sản phẩm rồi mã sản phẩm rồi tên sản phẩm, mô tả cái sản phẩm nó như vậy, nhưng là như vậy là mình thiết kế như vậy đó, nó như vậy nó sẽ là khi mình kiểm tra theo các cái phụ thuộc hàm, mình kiểm tra cái sự liên hệ giữa các cái thuộc tính với nhau mà ra gặp các phụ thuộc hàm, thì như vậy là của em lúc đó là chưa thỏa chuẩn ba, tại vì cái thông tin về loại sản phẩm của em sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, tại vì lúc em thiết kế RD em đã tách ra được là nhân viên, em nhìn ra được là nhân viên riêng, thực thể riêng, department là thực thể riêng thì thôi, thì nó không bị phạm chuẩn ba, nhưng mà vẫn còn rất nhiều bạn nhỏ cũng giống qua những thiết kế ban đầu của bạn, hay bạn gom chung cái nhân viên với là phòng ban là chung cái bảng có nha, ví dụ tương tự như là mình vẽ cái bảng bảng điểm đó, mình vẽ RD bài tập bài lập lát đó, còn cũng có nhiều bạn là gom thông tin về khoa, thì sinh viên nó không có thuộc tính là khoa, các bạn khoa xem khoa như là một thuộc tính của sinh viên, trong trường hợp sau này khoa mình bổ sung thêm các thuộc tính khác như tên khoa, mã khoa, chữ khoa như vậy, mà mình vẫn gom chung sinh viên như vậy thì mình bị dạng vi phạm chuẩn ba, thì như vậy là lúc cái người mình sau khi ánh xạ xong mình phân tích được các cái ràng buộc á, cái bảng nhân viên ánh xạ ra chắc chắn là nếu mà bạn gom chung nhân sinh viên với khoa và ánh xạ ra các bạn tương tự như thế này, nhân viên với phòng ban, thì lúc đó mình cái người phân tích mình kiểm tra dạng chuẩn đó, mình sẽ thấy là chỗ này nó vi phạm chuẩn ba, tại vì thông tin về khoa thì phụ thuộc cái nhóm riêng của khoa phải không, tên khoa nó phụ thuộc vào mã khoa, nó kiểm tra cho phòng ban thôi, mình hình dung cái ngữ cảnh mình xài cái chuẩn này khi nào. Còn nếu giả sử em thiết kế từ ban đầu em nhìn nhận ra được là cái tách ra được nhân viên với khoa ra rồi thì đâu có vi phạm chuẩn ba nữa. Rồi, các bạn có kiểm tra là cái thiết kế RD của mình ha, mình sẽ thấy cái này vẫn vẫn bị nha, các bạn có thiết kế như vậy ha, thì các bạn thấy ít thuộc tính quá, các bạn gom chung cái bảng như vậy ha, nhưng về mặt ý nghĩa thì nó sẽ là vi phạm chuẩn ba, tại vì thông tin cứ lặp đi lặp lại. Sao mà mình bảo rõ vấn đề này không, đúng thật là nếu mà các bạn học và sẽ nhập nhằng của tôi thiết kế nhân viên riêng phòng ban riêng đâu có vi phạm gì đâu ha, mà cái này là do cái người thiết kế, có thể là các bạn khác hoặc cái người nào đó thiết kế không tốt, họ gom thông tin nhân viên với phòng ban chung một cái quan hệ, thì sẽ xảy ra trường hợp này, mình sẽ phải tách nó ra, tức là mình phân tích, khi mình phân tích các cái phụ thuộc hàm, phân tích dạng chuẩn thì mình nhận xét ra thấy cái vấn đề, mình sẽ chuẩn hóa, mình tách nó ra thành nhân viên riêng, phòng ban riêng. À, được chưa? Dạ rồi ạ.
Ví dụ như quay lại bài này nè, bây giờ mình tập có cái tập các cái thuộc tính, giờ bạn được yêu cầu thiết kế cơ sở dữ liệu cho một cái lĩnh vực đi, bạn không có tí khái niệm gì về nó hết trơn á. Mình đối với mình đi thu thập thôi, mình tôi cần gặp người dùng, người ta thu thập, người ta liệt kê một loạt các thuộc tính A, B, C, D, X, Y, Z, không phải như tên họ ngày tháng năm sinh thì nó rất là popular, mình dễ hiểu rồi ha. Thế mình gặp cái lĩnh vực nào đó luôn một loạt cái thuộc tính mà thật sự mình không có khái niệm gì nó hết, đối với mình nó chỉ là như các cái hiệu A, B, C, D, E, F thôi. Thì ban đầu chắc chắn là các bạn sẽ thiết kế là các bạn sẽ để gom nói chung cái bảng này rồi, sau đó mình ngồi mình phân tích giữa thuộc tính A với thuộc tính B nó có liên hệ gì không, ai biết từ cái này qua ra cái kia hay không, giống như là giữa có mã số phòng ban mình sẽ tìm được tên phòng ban gì đó ha, cái vị trí như vậy. Mình sẽ ngồi mình phân tích và tìm ra các cái cụm thuộc hàm, tức là sự liên hệ giữa các thuộc tính đó, các tập hàm. Sau đó mình mới kiểm tra dạng chuẩn đó. Cái này như nếu mới với tập thuộc hàm như vậy, cái sự liên hệ và các thuộc tính ban đầu như vậy thì nó vi phạm chuẩn nào, mình tách ra như thế nào, thì đó là cái ngữ cảnh mà mình dùng cái chuẩn hóa đây. Tức là nếu em hiểu hết các thuộc tính ban đầu thiết kế rồi ngay từ đầu rồi đây của mình là tốt rồi, không thành vấn đề. Chỉ áp dụng cho trường hợp mà chỗ nào đó mình cảm thấy nó, tức là sau khi thiết kế xong ha, mình sẽ tìm các cái cửa hàng mình phân tích xem cái thiết kế mình tốt hay chưa, tại vì có những chỗ không phải là mình nắm hết ha. Ví dụ cho quan hệ R, A, B, C, D, X, Y, Z này đó, rồi tức là tôi cần lưu với tôi viết ứng dụng cơ sở dữ liệu ha, lưu với tôi có thuộc tính A, B, C, D, X, Y, Z rồi sao giờ mình tiếp tách bảng sao, sao là bảng nhân viên như nhóm nào là nhân viên, cái nào nhóm nào là phòng ban không biết. Đây là phân tích ra tập cửa hàng đây. Rồi bây giờ mình có cái bảng như thế này và tập các thuộc hàm từ 1 tới 5 như thế này. Rồi thì hồi nãy cái giả sử ha, là các cái phụ thuộc hàm mà cái bộ phụ thuộc hàm mà cho trong bài này á, ở dạng bài tập các bài tập của mình là đều ở dạng là tập phụ thuộc hàm tối thiểu hết rồi, nên nó có cái ý tối thiểu chỗ này là nó còn hơi hơi chưa tối thiểu chút xíu. Để cô mở chỗ này cái phụ thuộc hàm tối thiểu hơi chưa tối thiểu ở chỗ cái ý mà cái chỗ cái right hand side của mình á nó chưa có phải là một thuộc tính nữa, mình sẽ mở cái bài bài tập đây đây này rồi mình nhớ cái trong các cái ý á, thì có chơi dạng cái mà tập phụ thuộc hàm tối thiểu mình có cái ý là ở cái right hand side của mình chỉ còn một thuộc tính thôi, đúng không? Thì chỗ này ví dụ như cái phụ thuộc hàm A cái số 2 đi, A ra DE, tức là A mình sẽ tới cái right hand side của mình tới hai thuộc tính lần, thì chúng ta chỗ này viết tắt thì các bạn có thể viết thành hai chấm một, tức là A ra gì, ra D đúng không, và cái phụ thuộc hàm 2.2 ra E nha, nó tương đương ha, tức là cái phụ thuộc hàm số 2 á tương đương là A ra D và A ra E, nhưng mà viết gọn cái đó là cái viết cho cái chỗ đó là nó chưa khớp với khái niệm phụ thuộc hàm tối thiểu chút xíu thôi, nhưng mà để viết gọn mà tôi vô viết như vậy. Còn các tính chất khác của phụ thuộc hàm tối thiểu là nó vẫn đảm bảo, tức là mình không bỏ đi bơ được cái phụ thuộc hàm nào mà vẫn đảm bảo tính chất tương đương. Rồi như vậy nói tóm lại là cái phụ thuộc hàm, cái tập phụ thuộc hàm mà cung cấp cho các bạn để làm bài tập mà các cái giả sử trong đây là mình cho nó là phụ thuộc hàm tối thiểu rồi, mình không cần phải chứng minh nữa ha. Rồi như vậy là cô cho tập các cái thuộc tính như thuộc hàm như vậy, các bạn xác định khóa cho cô đi, ngồi nhẩm nhẩm xem tìm cho cô thuộc tính nào là khóa, bộ các thuộc tính nào là khóa. Nhớ tính chất của khóa ha, tập các thuộc tính được gọi là khóa của một cái quan hệ nếu như nó quyết định hàm tất cả các thuộc tính còn lại. Cách khác là mình tính khóa tổng á, tức là tính tổng bao đóng của khóa đó, cái khóa đó, nó sẽ ra được cái tính tất cả tính R luôn.
Rồi có một bạn nói là AB thử nha. Rồi, đây có bạn đúng là AB luôn. À, khóa là AB, tính thử biết là gì. Để tính thử khóa thì mình coi AB cộng A phẩy B đi ha. Đâu cộng bằng gì đây? Ủa, lộn. AB cộng là nó có A nè, B trước tiên nè. Điều mà số 1 mình có AB ra được C nè ha. Và số 2 mình có AB ra được D nè. Ra được E nè. B mình ra được F nè. A, B, C, D, E, F luôn rồi. F ra được G, H luôn. Rồi D ra được Y, J luôn, không coi gì hơn. Như vậy A, B, C, D, E, F, G, H, Y, J đủ rồi ha. Như vậy bằng R luôn. Như vậy mình kết luận AB là khóa chính xác. Nha. Rồi tiếp theo mình làm tiếp theo đó là chuẩn mình sẽ phân rã quan hệ R, gọi là phân rã quan hệ R thành chuẩn 2 và chuẩn 3. Thì thứ tự làm của mình là mình phải làm chuẩn 2 trước nha. Các bạn cứ làm thử trước đi, rồi một lát tôi trình bày bài giảng cái này nó dễ. Đây, chuẩn bị thì gọi được cái trên slide dễ nhìn ha. Rồi đây là bài chuẩn hóa đầu tiên cho nên là tôi trình bày cho các bạn để các bạn coi xem cách làm cũng dễ nha. Quan hệ gốc của mình là quan hệ R. Có năm cái phụ thuộc hàm FD1, FD2, FD3, FD4 đó. Rồi. Như vậy chuẩn hai là mình giải quyết phụ thuộc hàm mà ở quên khóa của mình AB đúng không, rồi khóa là AB. Như vậy chuẩn hai của mình là giải quyết phụ thuộc hàm riêng phần, phụ thuộc hàm riêng phần là phụ thuộc hàm vào một phần của khóa, tức là mình thấy bên phía right, phía left hand side, phía bên tay trái, tức là phía trước dấu mũi tên của mình, nó chỉ là một cái thuộc tính, là một phần của khóa mà thôi. Như vậy cái phụ thuộc hàm nào vi phạm chuẩn hai, các bạn nói cô nghe nè, cái nào vi phạm mình tách ra cái quan hệ mới, còn lại mình giữ im. Ừ, mất tiêu rồi. Rồi, ví dụ như là mình cứ phụ thuộc hàm số số 1 không vi phạm chuẩn 2 tại vì AB ra C, khóa của mình là AB.
đủ hai thuộc tính rồi, cho nên là không vi phạm chuẩn một, chuẩn hai bỏ qua. Tới phụ thuộc hàm số 2, mình có A ra DE. A là một phần của khóa. Như vậy phụ thuộc hai, phụ thuộc hàm số 2 là vi phạm chuẩn 2 ha, dấu X ở đây là vi phạm đó. Rồi, con dấu ha. Nó vi phạm chuẩn 2. Vi phạm thì tách ra thôi, mình tạo ra cái bằng hệ mới của đặc tính R1 đi cho nó dễ. Nó sẽ bao gồm cái thuộc tính là A đúng không? D, E. Và cái phụ thuộc hàm là F, D, 2 ha. Thì cái quan hệ R1 của mình nó sẽ có cái phụ thuộc hàm số 1 không ta? Ở như y vậy. Rồi. Được chưa? Đổi vòng số 1 cái nhịp đẹp xíu rồi đó. Rồi tiếp tục mình xét tiếp theo, còn phụ thuộc hàm nào vi phạm nữa không? Và mà có đi hàng đó, có FD2 rồi đó. Mình ghi chú lại để mình biết là lấy mình kiểm tra xem cái phần phụ thuộc có đủ hay không ha. Cái quan hệ nào nữa? À, phụ thuộc hàm số 2, à, số 2 được rồi, cái phụ thuộc hàm số 3. Phụ thuộc hàm số 3 có B, B là một phần của khóa, cũng là khóa mình là AB ha, cũng vi phạm tiếp luôn. Đó là nó. Ít mà còn lộn quá. Bỏ đi. Như vậy số 2 với số 3 cũng vi phạm hết ha. Còn nào khác cho nó đẹp. Rồi nha. Như vậy cái nào vi phạm cô lại tách ra tiếp bằng enter. R2. Đặt tên R mấy cũng được ha, mà không đâu mình đặt tên thôi nha, R đặt tên ha. Như vậy là cái phụ thuộc hàm là có B với F đúng không? Mình tách ra có B với F rồi. Cái này vi phạm cho nó ra riêng. Vậy có nó có cái phụ thuộc hàm số 2, số 3 nằm ở đây. Rồi. Tiếp tục. Mình xét cái phụ thuộc hàm số 4 F ra GH. Rồi, F ra GH này không vi phạm chuẩn. Chuẩn mấy? À không vi phạm chuẩn 2, đang mình xét chuẩn 2. Không vi phạm chuẩn 2 ha. Tương tự D ra IJ cũng không vi phạm chuẩn 2, nhưng mình lưu ý nha. Rồi. Bây giờ cái quan hệ như quan hệ gốc của mình ban đầu còn lại là mình có F ra GH, hai chỗ này có F nè, tức là mình tách BF ra rồi thì mình kéo theo mình F ra GH mình cũng phải đi theo luôn, tại vì GH đi theo F mà đúng không, GH phụ thuộc vào F mà F bị tách ra cái quan hệ R2 rồi, cho nên bắt buộc là GH phải đi theo F, cho nên là FD3 phải FD4 luôn. Rồi. Tương tự cái số 5, phụ thuộc hàm số 5 thì mình là D ra EJ, tức là EJ phụ thuộc vào D. À, mà D nó bị tách ra chỗ R1 rồi. À, như vậy chỗ này là EJ nằm ở đây luôn, đi theo luôn. À. 7 F D5. Như vậy cái quan hệ của mình còn lại là R3 là còn lại của mình á. Là còn gì, còn mỗi A, 7 B, 7 C. FD1 rồi các bạn coi đi. Ở đâu không hiểu hỏi ha. Nhưng mà kiểm tra lại, tức là nếu các bạn kiểm tra lại tập các cái phụ thuộc hàm á, thì mình có đủ rồi, phụ thuộc hàm 1, 2, 3, 4, 5 vẫn còn đủ đây ha. Rồi có 5 phụ thuộc hàm, còn 5 phụ thuộc hàm. Các thuộc tính thì các bạn hội lại tập chắc chắn sẽ ra đủ là A B C D E F G H I G gì ha. Rồi đó. Như vậy mình đã phân ra các quan hệ R ban đầu thành ba cái quan hệ con R1, R2, R3. Và trong mỗi quan hệ con như vậy nó có cái tập phụ thuộc hàm riêng của nó. Thì chưa, cô đã chuẩn hai, chuẩn hai rồi đó. Các bạn hỏi nghe không, qua chuẩn ba tiếp. 3 N F trên B. Rồi. Bây giờ xét chuẩn 3 là mình xét từ chuẩn 2 cho cô nha. Chứ mình không còn xét trên R và xét này nữa ha. Như vậy mình xét là mình kiểm tra R1 cho cô nè. Kiểm tra R1 của chuẩn 2. Thứ nhất khóa của R1 là gì? Là A.
mà kiểm tra cái khóa đây là một hay là A không nha, các bạn có kỹ nha. Đây là một có hai phần hàm hai với năm thì cái A khóa đây là một hay là A không, chắc chắn là A rồi, không tin kiểm lại đi. Rồi nếu khóa của L1 là A có phụ thuộc hàm 2 với 5 thì có ai vi phạm chuẩn 3 không? Đây cũng ghi chú luôn. Riêng phần này là gián tiếp hay truyền ha. Giải quyết vấn đề nào đó rồi. Thì sang chuẩn 3 thì giờ trong các cái phụ thuộc hàm FD2 với FD5 thì có cái nào vi phạm chuẩn 3 không? Tức là nó là phụ thuộc hàm gián tiếp hoặc phụ thuộc hàm truyền không? Có ha. Chính là cái FD5 đúng không? FD5 nè, tức là A ra D, D ra EJ. Như vậy là cái FD5 là nó vi phạm chuẩn 3. Để xét nha, đó, vi phạm chuẩn 3. Đúng không? Như vậy mình cái R1 mà cô tách thành R1.1 đi hay R11 đi ha. Là mình tách cái FD5 ra đó, chính là D ra EJ. Được chưa? Có FD5 đó. Và ghi chú luôn hai cái D này chuyển hóa là cho nó lẹ ha, tức là R1 khóa là D luôn đó, R11 khóa là D, được chưa? Rồi R11 mình còn tách ra được là cái con kia lên ha, R hết chỗ rồi, R1 2 ha. Thì còn lại của cái R1 chính là A D E đó, FD2 được không? Rồi khóa của R2, R12 này chính là A. Rồi. Tiếp tục. Mình xét R1 xong rồi ha, mình phân rã R1 xong giờ mình tiếp phân rã R2. R2 của mình, khóa của R2 của mình chắc là B rồi. Khóa là B và cái phụ thuộc hàm số 4 FD4 này là vi phạm chuẩn 3, nó là phụ thuộc hàm gián tiếp. Như vậy là tách ra tiếp R21 đi. Nhắc lại cách đặt tên là do các bạn đặt nha, tại cô đặt như vậy á. Rồi, đặt sau đặt 4 5 6 cũng được ha. Trong sách thì như đọc R2 3 4 5 6 gì đó tăng lên. R21 là mình tách cái FD4, FD4 là gì? Là có FGH. FGH. Có cái phụ thuộc hàm là FD4 rồi, khóa của này chính là F nè, tìm khóa luôn cho lẹ. Tiếp tục là R22 tức là những gì còn lại đúng không? Rồi còn gì, còn lại B với F thôi, B phải F đóng mặt lại. TF này có cái F phụ thuộc hàm là FD3 rồi. Khóa của R22 này là B luôn. Tiếp theo, mình xét tới quan hệ R3, R3 AB ra C. Như vậy khóa của R3 này là AB luôn. AB ra C, cái này thì cái này là không có vi phạm chuẩn 3 à, nó không vi phạm chuẩn 3 thì mình ghi lại như cũ ha, R3 A, B, C có FD1 rồi, FD1 ha. Rồi được chưa? Vậy cô đã chuẩn hóa chuẩn 2, chuẩn 3 xong rồi, các bạn coi lại lần nữa đi ha. Có thắc mắc thì hỏi nha. Vậy cứ coi đi. Rồi các bạn giải lao 10 phút cho cô luôn ha. Mời qua phần mới.